Chuẩn bị cho mùa giải mới, câu lạc bộ Quảng Nam đang rất tích cực mua sắm trên thị trường chuyển nhượng. Sau 3 năm vắng bóng tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam, câu lạc bộ Quảng Nam đã chính thức trở lại V-League 1 mùa giải 2023-2024. Đây là niềm vui lớn đối với người hâm mộ xứ Quảng, nhưng cũng là thách thức không nhỏ để câu lạc bộ Quảng Nam có thể sống tốt ở V-League. Ở mùa giải 2022, câu lạc bộ Quảng Nam tưởng chừng đã có thể trở về mái nhà xưa. Song, vì những khó khăn về tài chính nên mục tiêu thăng hạng câu lạc bộ Quảng Nam đã không thực hiện được. Và khát khao đó đã thành hiện thực ở mùa giải vừa qua khi thầy trò huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn có những trận đấu bùng nổ. Từng là thế lực một thời của bóng đá Việt Nam, đỉnh cao là 6 năm trước, tại V-League 2017. Câu lạc bộ Quảng Nam đã làm nên điều bất ngờ khi lên ngôi vô địch trong sự ngỡ ngàng của tất cả sau khi vượt qua hàng loạt tên tuổi lớn. Chỉ sau 3 mùa giải góp mặt ở sân chơi này, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cùng những cầu thủ xuất sắc như Đinh Thanh Trung, Phan Thanh Hưng, Hà Minh Tuấn, Phạm Văn Cường, câu lạc bộ Quảng Nam đã đạt được thành tích đáng tự hào. Cứ nghĩ mọi việc sẽ thuận theo chiều gió mà tấn tới, nhưng cũng chỉ 3 năm sau, ở V-League 2020, câu lạc bộ Quảng Nam đã tụt dốc thê thảm. Rất nhiều nỗ lực của các huấn luyện viên từ Vũ Hồng Việt, Đào Quang Hùng cho đến Nguyễn Thành Công lần lượt đến và đi nhưng cũng không thể giúp đội bóng sân Tam Kỳ thoát xuống hạng. V-League sẽ quay trở lại vào tháng 10 tới và bài toán làm sao để câu lạc bộ Quảng Nam sống ổn ở sân chơi chuyên nghiệp thì lại chưa có lời giải. Chỉ mới đầu mùa giải hạng nhất 2023, câu lạc bộ Quảng Nam đã phải đứng trước nguy cơ bỏ giải bởi khúc mắc kinh phí giữa nguồn đầu tư của nhà tài trợ và hỗ trợ từ địa phương. Có một thực tế là khi câu lạc bộ Quảng Nam duy trì thi đấu ở hai hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam xấp xỉ 2 thập kỷ, đã từng bước lên ngôi cao nhất nhưng lại không có nổi một sân tập riêng. Còn 5 tuyến đội trẻ chia nhau một sân tập cỏ nhân tạo mới có khoảng 5 năm trở lại đây. Mới đây, câu lạc bộ Quảng Nam được VFF phê duyệt áp dụng chính sách ngoại lệ tham dự V-League 1 2023 đến 2024, kèm theo điều kiện hoàn thiện yêu cầu, cụ thể, đăng ký và sử dụng sân vận động đủ điều kiện làm sân nhà thi đấu giải vô địch quốc gia 2023-2024, hoàn tất thủ tục thành lập doanh nghiệp theo đúng văn bản cam kết của câu lạc bộ Quảng Nam. Bên cạnh đó, vấn đề về bổ sung lực lượng cũng rất quan trọng để câu lạc bộ Quảng Nam có thể cạnh tranh với các đội bóng ở V-League. Trước mắt họ sẽ là hành trình đầy khó khăn ở sân chơi khắc nghiệt nhất của bóng đá Việt Nam. Câu lạc bộ Quảng Nam không sở hữu nền tảng tài chính vững mạnh như những năm gần đây. Việc đội bóng đất Quảng thăng hạng tại V-League 2023-2024 là một bất ngờ lớn. Câu lạc bộ Quảng Nam không xuất sắc vượt trội và chỉ vô địch giải hạng nhất nhờ hơn chỉ số phụ so với đối thủ cạnh tranh là PVF Công an Nhân dân, đội bóng có độ tuổi trung bình thấp nhất giải. Chuẩn bị cho mùa giải mới, câu lạc bộ Quảng Nam đang rất tích cực mua sắm trên thị trường chuyển nhượng. Liên quan đến tình hình chuyển nhượng của câu lạc bộ Quảng Nam, huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn đã chiêu mộ và xây dựng gần như hoàn thiện xong bộ khung và đang sẵn sàng chinh phục những thử thách tại V-League. Mới đây nhất, họ đã chiêu mộ thành công cặp tiền vệ chạy cánh của Hà Nội FC là Lê Xuân Tú và Mạch Ngọc Hà. Đối với Lê Xuân Tú, tiền đạo từng chơi rất hay trong màu áo U23 Việt Nam và được ví là gà son của Hà Nội FC, là một sự bổ sung vô cùng hữu ích trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn. Lối chơi tốc độ, khả năng tạo ra đột biến cao nhờ sự lắt léo và có thể dứt điểm tốt bằng cả hai chân, giúp Lê Xuân Tú luôn được xem là điểm nổ ở bất kỳ đội bóng nào anh từng thi đấu. Còn Mạch Ngọc Hà, dù chưa để lại dấu ấn đáng kể nào tại V-League, nhưng tại giải hạng nhất, cầu thủ này lại rất đáng xem nhờ vào tư duy chơi bóng hiện đại và luôn biết cách khiến mọi người phải chú ý đến mình khi là ông vua của những siêu phẩm sút phạt. Ở mùa giải 2022, chính Mạch Ngọc Hà là người góp công lớn giúp cho câu lạc bộ Quảng Nam có được vị trí thứ 3 tại giải hạng nhất. Sau đó, anh đã được Hà Nội FC triệu tập trở lại nhưng không thể cạnh tranh được với những đàn anh như Văn Quyết, Tuấn Hải hay nhóm cầu thủ ngoại binh. Quả thực, việc trở lại khoác áo Quảng Nam là một bước đi sáng nước với Mạch Ngọc Hà. Tại đây, anh sẽ có được nhiều cơ hội ra sân để thử sức mình hơn thay vì phải cạnh tranh khốc liệt với những ngôi sao tại Hà Nội FC. Theo một số nguồn tin, câu lạc bộ Quảng Nam đã chiêu mộ thành công tiền đạo Iago Ramos từ Khánh Hòa, nhưng các thông tin chi tiết của bản hợp đồng chưa được hé lộ. Tại V-League 2023, Ramos có 13 lần ra sân, thi đấu tổng cộng 1087 phút và đóng góp cho Khánh Hòa 4 pha lập công cùng một đường kiến tạo thành bàn. Như vậy, chân sút 27 tuổi chính là ngoại binh đầu tiên của câu lạc bộ Quảng Nam trước thềm mùa giải mới. Theo nguồn tin của VTC News, câu lạc bộ Quảng Nam sẽ ký hợp đồng tiền đạo Hoàng Vũ Samson. Bất chấp việc đã bước qua tuổi 35, Hoàng Vũ Samson vẫn là một trong những tiền đạo hàng đầu ở V-League 2023. Anh ghi 9 bàn tại V-League và 1 bàn thắng ở Cúp Quốc gia cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở mùa giải trước. đội bóng thành phố mang tên Bắc trụ hạng sớm nhờ đóng góp của cầu thủ gốc Nigeria. Hoàng Vũ Samson cũng được xem là một trong những tiền đạo xuất sắc bậc nhất trong lịch sử V-League. Anh có 16 mùa giải ở hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam và ghi được hơn 200 bàn thắng. Samson góp công vào 3 chức vô địch V-League của Hà Nội FC. Việc tiền đạo này tỏa sáng là một trong những lý do giúp đội bóng thủ đô xây dựng được đế chế của mình. Liên quan đến tình hình chuyển nhượng của câu lạc bộ Quảng Nam, huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn bằng nhiều mối quan hệ sớm có được trung vệ Nguyễn Tiến Duy, thủ môn Nguyễn Văn Công và tiền vệ Phan Thành Hậu. Hà Nội FC cũng cho câu lạc bộ Quảng Nam mượn Mạch Ngọc Hà, Lê Xuân Tú và Vũ Văn Sơn. Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc nhiều khả năng sẽ cam kết tương lai cùng đội chủ sân Tam Kỳ. Ở chiều ngược lại, câu lạc bộ Quảng Nam vừa nói lời chia tay nhiều cầu thủ như thủ môn Lê Văn Hùng, hậu vệ Trần Văn Tâm, Trần Hữu Đông Triều, Nguyễn Văn Toàn, tiền vệ Bùi Văn Hiếu, Trần Văn Bửu, Trần Đức Trung và tiền đạo Trần Thành. Trong đó, tiền vệ trung tâm Bùi Văn Hiếu đã thông báo giải nghệ trên trang cá nhân. Cựu tuyển thủ Việt Nam sẽ bước qua tuổi 35 vào năm 2024. Anh có sự nghiệp với nhiều cột mốc đáng nhớ cùng câu lạc bộ Quảng Nam, câu lạc bộ Bình Định, Thanh Hóa, Than Quảng Ninh và đặc biệt là Hà Nội FC. Với lực lượng mỏng, câu lạc bộ Quảng Nam sẽ đặt mục tiêu trụ hạng ở V-League 2023-2024.